11 dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm. Ung thư là bệnh gây nên nỗi sợ hãi cho nhiều người. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển vượt bậc của y học, ung thư ngày nay không còn bất trị nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Dưới đây là một số dấu hiệu sớm của bệnh ung thư để mọi người có thêm kiến thức phòng bệnh và phát hiện bệnh sớm nhất, một yếu tố quan trọng cho việc điều trị ung thư thực sự hiệu quả. Dấu hiệu thứ nhất, sụt cân bất thường, mệt mỏi vô cớ. Bỗng dưng bạn sụt cân một cách đáng kể, như giảm hơn 10% trọng lượng cơ thể của mình trong khoảng 3 tháng. Đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Giảm cân xảy ra hầu hết với các loại ung thư như ung thư tuyến tụy, dạ dày, thực quản, ung thư đại tràng hoặc ung thư phổi. Mệt mỏi cũng là biểu hiện tiềm ẩn của bệnh ung thư nhưng thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, sự mệt mỏi do ung thư rất vô cớ và thường khác với sự mệt mỏi do làm việc vất vả. Mệt mỏi do ung thư rất bải oải và người bệnh không cảm thấy đỡ dù đã nghỉ ngơi. Đây có thể là dấu hiệu của một vài loại ung thư bao gồm ung thư máu, ung thư ruột kết, ung thư dạ dày. Dấu hiệu thứ hai, ho kéo dài. Các đợt ho kéo dài và không thuyên giảm gây cho người bệnh nhiều phiền toái, loại trừ ho do cảm lạnh, cúm và các bệnh dị ứng, đôi khi ho do một tác dụng phụ của thuốc. Ho kéo dài được định nghĩa là kéo dài hơn 3 hoặc 4 tuần, hoặc có thay đổi về ho thì không nên bỏ qua. Các kiểu ho này có thể là triệu chứng của bệnh ung thư hoặc chúng có thể chỉ ra một số vấn đề khác như viêm phế quản mãn tính hoặc trào ngược axit. Ho kéo dài đồng thời có những biểu hiện kèm theo như đau ngực, ho ra máu, có thể là dấu hiệu ung thư phổi. Dấu hiệu thứ ba, khó tiêu hoặc khó nuốt thức ăn. Một số người có thể bị khó nuốt, nhưng sau đó tự xem xét thấy không đau hay viêm họng gì nên đã bỏ qua. Theo thời gian, họ thay đổi chế độ ăn uống nhiều chất lỏng hơn, nhưng vẫn khó nuốt. Đây có thể là dấu hiệu của ung thư đường tiêu hóa, mà dễ gặp nhất là ung thư thực quản. Triệu chứng khó tiêu diễn ra một thời gian dài không khắc phục được, có thể là dấu hiệu ung thư thực quản, vòm họng hoặc dạ dày. Dấu hiệu thứ tư, cúm, sốt. Nhiều trường hợp bị sốt không rõ nguyên nhân, có thể do ung thư. Điều này có thể lý giải là do ung thư có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, làm cho cơ thể không có sức đề kháng với các viêm nhiễm gây cúm, sốt. Hầu hết các bệnh ung thư sẽ gây sốt tại một số thời điểm. Thường sốt xảy ra sau khi ung thư đã lan từ vị trí ban đầu của nó và xâm chiếm một phần khác của cơ thể. Sốt cũng có thể được gây ra bởi bệnh ung thư máu như u lympho hoặc bệnh bạch cầu, ung thư hạch. Dấu hiệu thứ năm, những thay đổi ở da. Bạn nên cảnh giác không những thay đổi duy nhất ở nốt ruồi, một dấu hiệu của ung thư da tiềm ẩn, mà còn các thay đổi khác trên da. Những sự thay đổi về cấu trúc của da, mụn cóc, nốt ruồi hoặc đốm sắc tố đều có thể là những dấu hiệu của ung thư da. Khối u ác tính là một dạng phổ biến của ung thư da và có biểu hiện giống như những đốm trên da, thường có màu sắc, kích thước, hình dáng không bình thường. Dấu hiệu thứ 6, đầy hơi. Đầy hơi là hiện tượng xảy ra khi bị khó tiêu, giữ nước. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu bị đầy hơi thường xuyên, đầy hơi kèm theo đau bụng hoặc đau vùng xương chậu mà không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt thì bạn nên đi khám. Đó có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Đây là loại ung thư rất khó phát hiện ở giai đoạn sớm. Dấu hiệu thứ 7, đau đớn. Khi có tuổi, người ta thường phàn nàn mệt mỏi và đau đớn tăng. Nhưng đau mơ hồ có thể là một số triệu chứng sớm của một số bệnh ung thư. Một cơn đau đầu không làm cách nào dứt được, dù đã uống thuốc giảm đau, có thể là dấu hiệu của khối u ác tính ở não. Các cơn đau ở lưng là dấu hiệu của ung thư ruột kết hoặc ung thư buồng trứng. Ung thư xương, ung thư dương vật cũng gây ra các đau đớn. Dấu hiệu thứ 8, chảy máu bất thường. Nếu bạn bắt đầu ho ra máu, khạc nhổ ra máu, có máu trong phân hoặc trong nước tiểu, bạn nên đi khám bệnh ngay. Ho ra máu là dấu hiệu của ung thư phổi. Thấy máu trong phân là dấu hiệu của ung thư ruột kết. Đi tiểu ra máu, coi chừng ung thư thận hoặc ung thư bàng quang. Chảy máu núm vú, báo tình trạng ung thư vú. Dấu hiệu thứ 9, sưng hạch bạch huyết. Nếu bạn nhận thấy một số khối u hoặc sưng ở các hạch bạch huyết dưới nách hay cổ hoặc ở bất cứ nơi nào khác thì cần phải lưu ý vì đó có thể là liên quan đến bệnh ung thư máu và bạch huyết. Dấu hiệu thứ 10, viêm loét miệng. Trường hợp hút thuốc hoặc nhai chầu hay thường uống chất có cồn
chỉ cần phải đặc biệt cảnh giác với bất kỳ mảng trắng nào bên trong miệng hoặc đốm trắng trên lưỡi của bạn. Những thay đổi này có thể cho thấy bạch sản, một khu vực tiền ung thư có thể xảy ra với các kích thích liên tục. Tình trạng này có thể tiến triển thành ung thư miệng. Dấu hiệu thứ 11. Sờ thấy u, cục. Rất nhiều loại ung thư cảm nhận được qua da. Các loại ung thư này thường là ung thư vú, ung thư dương vật, ung thư hạch và ung thư tế bào mềm trong cơ thể. Một vài dạng khác của ung thư vú không xuất hiện u cục nhưng da mẩn đỏ, dày lên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, vui lòng bấm like và chia sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.